Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng 80% bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch này không có triệu chứng hoặc chỉ có những triệu chứng nhẹ. Điều này đã gây khó khăn cho quá trình truy vết. Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ khoảng 1,3% bệnh nhân có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp, 68% ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Trong khi đó, thời gian đầu phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 68% ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng. Bác sĩ Dũng cho rằng thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh cần bảo vệ những nhóm có nguy cơ, có bệnh nền như trong các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng. Những người này cần được tiêm phòng vaccine COVID-19 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, còn những nhóm khác có thể coi là mắc cúm. Trước đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế từng thống kê trong đợt dịch khởi phát từ ngày 27 tháng 4, khoảng 60% bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, gây khó khăn cho truy vết sàng lọc. Điều này dẫn đến rất khó biết được ai là người mang mầm bệnh trong cộng đồng, khiến nguy cơ lây nhiễm hiện hữu xung quanh.